Kính thưa quý vị, thời gian qua công tác khuyến công của cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói riêng đã bám sát tinh thần, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh để nắm bắt diễn biến tình hình của các đơn vị, thụ hưởng trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Khu vực miền Trung Tây Nguyên gồm 15 tỉnh thành, chiếm 30% diện tích tự nhiên và 16,3% dân số của cả nước. Là khu vực có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm thủy sản, dịch vụ du lịch. Với vị trí thuận lợi nằm trên trục giao thông của chiến lược quốc gia nối liền Nam Bắc và đường Hồ Chí Minh thuận lợi cho giao thông nội vùng và xuyên biên giới các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và các nước Nam Á, vùng Tây Nam của Trung Quốc qua trục hành lang kinh tế Đông Tây. Khu vực này hứa hẹn sẽ trở thành một trong những vùng kinh tế năng động của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân toàn khu vực hàng năm đạt 9,5-11%. Phát huy những lợi thế tiềm năng, Sở Công Thương các tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển công nghiệp và thương mại, trong đó phải kể đến công tác triển khai các hoạt động khuyến công, góp phần tích cực vào sự phát triển ngành công thương nói riêng, sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung. Tại vì sau khi dịch Covid-19 thì các doanh nghiệp, có nhiều doanh nghiệp là đăng ký vốn nhưng mà cũng không có thực hiện được. Còn về các cái chương trình hỗ trợ thì cũng là trung tâm cố gắng hỗ trợ để cho các cái doanh nghiệp đạt được cái hiệu quả tốt nhất và được hưởng cái vốn của nhà nước giao, làm có đòn bẩy phát triển kinh tế. Trên địa bàn mình thì cũng nhiều cơ sở đã được trung tâm đưa đi kết nối cung cầu ở các địa phương và tham gia các hội chợ, và hầu như sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ và trầm hương của nông sản mình là được các tỉnh rất ưa chuộng. Trong năm 2022 và 2023, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung và hoạt động sản xuất công nghiệp nói riêng diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phải đối mặt với những khó khăn thách thức. Với quyết tâm phục hồi và phát triển sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tại khu vực nông thôn, hệ thống khuyến công 15 tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên đã cố gắng vượt những khó khăn thử thách, chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý, tổ chức, triển khai các nội dung khuyến công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn bước đầu đạt được kết quả tích cực. Tỷ lệ giải ngân, triển khai các nhiệm vụ khuyến công của 9 tháng đầu năm 2023 thì vẫn còn thấp. Báo cáo các đồng chí, theo số liệu tổng hợp đến thời điểm này thì chúng ta mới triển khai giải ngân trực tiếp được khoảng chưa đến 40%. Năm ngoái, nguồn kinh phí khuyến công của cả nước là 345,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia 140 tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương 205,8 tỷ đồng. Nguồn kinh phí khuyến công của 15 tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên được thực hiện trong năm ngoái là 69 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện là 25,67 tỷ đồng, chiếm 39,8% nguồn kinh phí khuyến công của khu vực. Thưa quý vị, Hội nghị khuyến công khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2023 để đánh giá kết quả hoạt động công tác khuyến công của 15 tỉnh, thành phố, đồng thời tìm giải pháp thúc đẩy xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Năm 2022, hoạt động khuyến công khu vực miền Trung Tây Nguyên đã hỗ trợ xây dựng 4 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới, hỗ trợ 314 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc tiên tiến và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường. 4 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn. Trong đó, khuyến công quốc gia đã hỗ trợ xây dựng 3 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới, hỗ trợ 61 cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại vào dây chuyền sản xuất công nghiệp. Giới thiệu những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, các tiềm năng thế mạnh, các chính sách ưu đãi đầu tư của các tỉnh trong khu vực, tăng cường sự liên kết phát triển kinh tế xã hội giữa các tỉnh nội vùng và các vùng trong cả nước. Đối với khuyến công địa phương cũng đã hỗ trợ xây dựng một mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại cho 253 cơ sở công nghiệp nông thôn, hỗ trợ 4 cơ sở công nghiệp nông thôn đánh giá sản xuất sạch hơn. Đây là chương trình thu hút một lượng lớn vốn đối ứng của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc đầu tư xây dựng mô hình, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị vào sản xuất với số vốn đầu tư hơn 180 tỷ đồng. Là tiếp tục đẩy mạnh cái hoạt động khuyến công bám sát vào các cái chủ trương, nghị quyết của chương trình khuyến công quốc gia, chương trình khuyến công các địa phương cũng như là chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương đối với các hoạt động khuyến công trong cái giai đoạn đến 2025 và trực tiếp là nhiệm vụ
kinh tế xã hội năm 2023 và cái chỉ thị và chuẩn bị cho cái kế hoạch của năm 2024. Tại diễn đàn, các tỉnh thành khu vực đều thống nhất với báo cáo về tình hình hoạt động khuyến công khu vực miền Trung Tây Nguyên năm ngoái và 9 tháng năm nay, đã bám sát mục tiêu kế hoạch của chương trình. Các hoạt động khuyến công được triển khai đa dạng, trong đó các nội dung về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. Thưa quý vị, trước đó hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023 được diễn ra là hoạt động trong chuỗi sự kiện hội nghị ngành công thương 15 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung Tây Nguyên. Về phía Đồng Nai, Sở Công Thương cũng đã phối hợp với Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh tham gia hội chợ lần này. Thông qua hội chợ, để ngành công thương các tỉnh thành trong khu vực miền Trung Tây Nguyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cùng hỗ trợ, hợp tác để phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại, nghiên cứu thống nhất các giải pháp liên kết giữa các tỉnh trong khu vực, nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp thương mại của các địa phương. Tham gia hội chợ, Đồng Nai đã trưng bày giới thiệu 4 gian hàng với hơn 40 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và 12 doanh nghiệp tham gia kết nối với trên 20 sản phẩm. Đến với cái chương trình này thì bên công ty tôi cũng đi kiếm được cái vùng nguyên liệu mới ở khu vực Tây Nguyên này rất là nhiều. Đi đến các gian hàng của các sở khác và cũng giao lưu kết nối được rất nhiều với lại các sở và các trên địa bàn Tây Nguyên. Ở phía miền Trung Tây Nguyên thì em cảm nhận là những cái sản phẩm về trái cây thì nó còn đang chưa có được phong phú lắm. Và hôm nay thì doanh nghiệp Cô Bao Chuyên rất là vinh dự được mang cái đặc sản bưởi Tân Triều, trái cây nổi tiếng của tỉnh Đồng Nai đến giới thiệu với lại người dân và quan khách cũng như là các cái doanh nghiệp, các cái bên mua hàng ở tại tỉnh Đắk Nông. Giao lưu kết nối được các anh chị trên mọi vùng biên. Nếu các anh chị nào và quan tâm tới cái sản phẩm bên chúng tôi như là các đồ gỗ mỹ nghệ như là tranh, tượng và lục bình hoặc gỗ lũa và bên đó là song song đó nữa là gỗ gia dụng thì gồm có như các loại bàn ghế, giường tủ, salon, tân nhà vân vân. Trong cái đợt lần này thì chúng tôi mong muốn sẽ được kết nối giao thương với các cái doanh nghiệp và tìm kiếm được những đối tác, tìm kiếm được những nguồn nguyên liệu để đáp ứng được cái nhu cầu thị trường và cái nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp chúng tôi trong thời gian tới. Thì qua đây thì tôi cũng rất là mong muốn để giới thiệu cũng giống như là kết nối với lại các doanh nghiệp trên địa bàn bạn, nếu mà hợp tác tiêu thụ sản phẩm hoặc là để cho người tiêu dùng có thể tiếp cận được với cái sản phẩm chất lượng của bên cơ sở của chúng tôi. Riêng tại hội nghị giao thương, các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất của hai tỉnh Đồng Nai, Đắk Nông đã giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, liên kết và kết nối, hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, phát huy thế mạnh của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Đắk Nông đối với sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ô cốp, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Nhìn chung thì trong các cái năm qua thì cái tình hình dịch COVID thì doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, thì đặc biệt trong cái năm 2023 thì cái tình hình nó cũng có những cái khởi sắc, thì thông qua đó thì thấy rằng là các cái cơ sở công nghiệp nông thôn cũng như là các cái doanh nghiệp cũng đã phục hồi rồi, cũng đã có cái hướng là phát triển tốt, thì thông qua các cái chương trình để mà phát triển thị trường thì Trung tâm Khuyến Công cũng đã mời gọi các cái đơn vị tham gia giao lưu tại các cái tỉnh, đặc biệt là trong cái năm 2023 thì Trung tâm có tham gia 3 cái sự kiện, một là ở tỉnh Sóc Trăng, hai là tỉnh Hậu Giang và thứ ba là hôm nay là tại tỉnh Đắk Nông. Thì các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở rất rằng là mong muốn đi để rồi mở rộng thị trường thêm để rồi phát triển sản xuất hơn trong cái thời gian tới. Đây cũng là kỳ vọng về sự tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững của tỉnh Đắk Nông, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Vừa rồi là thời lượng dành cho chương trình Khuyến Công của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.